Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ với các bạn cách thay dầu số tự động cho dòng xe Ford Mazda. Để mà thay được cái dầu số tự động cho dòng xe này thì các bạn cần phải chú ý một điều, đó chính là các bạn cần phải có máy chẩn đoán, máy đo lỗi và một cái bộ dụng cụ hút cái dầu số này ra. Tại sao các bạn cần phải có máy chẩn đoán làm gì? Thì đối với dòng số xe số tự động thì nó có cái hộp điều khiển, hộp mà ECU điều khiển cái hộp số này, nên là khi mà các bạn thay dầu số xong thì thường là một số hộp số thì nó sẽ bị lỗi, và các bạn cần phải kiểm tra lại, có máy chẩn đoán các bạn kiểm tra lại xem chiếc xe của mình nó có bị lỗi về phần hộp số không. Nếu có thì các bạn phải xóa đi và sau đó thì các bạn mới được nổ máy, chứ các bạn không được nổ máy luôn đó. Và cái bộ dụng cụ hút dầu số, bởi vì là cái dòng xe này thì nó không có cái rốn xả ở cái đáy cắt te của hộp dầu số, mà là nó có một cái miệng, và miệng nó úp lên và nó bắt những con ong gầy, thì các bạn tuyệt đối không nên tháo cái miệng này ra. Bởi vì là nếu các bạn tháo ra rồi các bạn vệ sinh đi xong các bạn lắp lại, các bạn dù các bạn bôi keo cẩn thận đến đâu thì là cái chỗ đấy nó vẫn bị thấm dầu số ra. Cho nên là các bạn phải có một cái bộ hút dầu số, và các bạn dùng cái máy nén khí, dùng hơi chúng ta hút cái dầu số đấy ra. Như vậy thì mới là đảm bảo chúng ta tránh cái chỗ vách ngăn dầu số kia nó không được thấm dầu ra ngoài, vì là chúng ta không xử lý được đó. Và các bạn chú ý một điều, đó chính là khi mà các bạn hút cái dầu số này ra thì các bạn nên cho vào một cái can, và các bạn hút ra bao nhiêu thì các bạn sẽ bổ sung vào bấy nhiêu cho mình, hoặc là bổ sung vào hơn một tí. Các bạn hút ra 3 lít rưỡi thì các bạn bổ sung vào tầm 3 lít 7 gì đấy đó. Và ở đối với hộp số của dòng xe Ford và Mazda BT50 thì các bạn nó có một cái con ốc 19 ở bên tay phải, bên phụ các bạn ạ. Thì các bạn tháo cái con ốc ấy ra, rồi sau đó thì các bạn cho cái bộ dụng cụ hút dầu số của mình vào, và các bạn cứ cho vào cái lỗ đấy thì nó sẽ hút được hết cái dầu ở trong hộp số ra ngoài. Và ở cái con ốc 19 đấy thì nó chính là cái thước thăm dầu số tự động. Thì khi mà các bạn thay dầu, hút hết cái dầu số cũ, các bạn đổ cái dầu số mới vào, thì là các bạn phải đọc lỗi xong này, các bạn test lỗi xem có lỗi gì không, thì sau đó các bạn nổ máy. Các bạn nổ máy và các bạn đi hết các số để cho những cái van solenoid nó bơm hết dầu ở đáy cắt te đi vào những cái cửa số đó. Và sau đó thì các bạn tắt máy đi, và các bạn xuống và các bạn mở cái con ốc 19 ra, và các bạn thăm lại dầu số xem nó đúng cái mức mà nhà sản xuất người ta quy định hay không